Manchester United cuối cùng đã biết cách ghi bàn sau 140 quả phạt góc ở mùa giải năm nay. Nhưng dấu hiệu đáng mừng đó không phải là điểm nhấn chính của Derby Hoa Hồng. Jadon Sancho, trong chuỗi ngày thi đấu thăng hoa, đang tiếp tục chứng minh giá trị trên hàng công quỷ đỏ. Và vâng, tất cả những gì diễn ra trên sân Elland Road đều cho thấy đẳng cấp của cựu tiền đạo Borussia Dortmund và tổng quan là sự cải thiện mà thầy trò huấn luyện viên Ralf Rangnick đang thể hiện. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với số tiếp theo trong chuyên mục phân tích chiến thuật trên kênh Random Football, nơi chúng tôi chuẩn bị đưa ra quan điểm chuyên môn về trận đấu giữa Leeds và Man United vào tối Chủ nhật. Đầu tiên, hãy nói về sơ đồ đội hình của Leeds và Manchester United. Đội chủ nhà được gò vào hệ thống 4-2-3-1 thay vì 4-1-4-1 như trước vì thiếu tiền vệ trụ Calvin Phillips. Cách chơi này không có nhiều điểm nhấn khác biệt khi lực lượng trong tay huấn luyện viên Marcelo Bielsa đang bị sứt mẻ tương đối nhiều. Trong khi đó, các vị khách Man United về cơ bản chơi theo sơ đồ 4-3-3 khi họ triển khai tấn công với Bruno Fernandes và Paul Pogba dâng cao hơn Scott McTominay. Nhưng đội hình sẽ trở lại hệ thống 4-4-2 nếu thu về phòng ngự, với Jadon Sancho và Jesse Lingard lùi về hàng tiền vệ. Hình ảnh trực quan được cắt ra từ trận đấu sẽ cho chúng ta thấy điều này một cách rất rõ ràng. Bản đồ nhiệt từ WhoScore cho thấy vai trò khác biệt giữa hai hậu vệ biên của Manchester United. Dễ thấy, Luke Shaw được phép dâng cao hơn Wan-Bissaka, cầu thủ thường đá thấp và bó vào trong để theo kèm Jack Harrison bên cánh trái. Đây cũng là cách mà bầy quỷ đỏ triển khai hệ thống 3 hậu vệ khi cần thiết, hoặc là cả hai hậu vệ biên sẽ dâng lên và Scott McTominay lùi xuống giữa cặp trung vệ. Man United thực tế không trội hơn nhiều so với Leeds trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, nhưng họ lại tìm được sự sống nhờ bóng chết. Sau 138 quả phạt góc mùa này và kể từ tháng 4 năm 2021, cuối cùng đội bóng của huấn luyện viên Ralf Rangnick cũng biết cách xé lưới đối thủ. Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ tình huống phạt góc ở phút 33, chúng ta sẽ thấy một chút điều chỉnh của Man United. Hãy để ý Victor Lindelof bất ngờ di chuyển xuống cột gần từ đoàn tàu tình yêu, trong khi chỉ có 3 cầu thủ khác còn lại trong vòng cấm. Như vậy, đầu tiên phải kể đến sự chắc cốp mà huấn luyện viên Ralf Rangnick muốn tạo ra, vì Scott McTominay thậm chí đứng ở ngoài để ngăn chặn một pha phản công tiềm năng. Khi Luke Shaw đưa bóng khỏi chấm phạt góc, Ronaldo lao ra cột gần, Paul Pogba lùi về cột xa, trong khi Harry Maguire di chuyển vào trung tâm. Quả bóng được treo thẳng vào chính giữa cầu môn và lợi thế 1m95 của trung vệ này so với 1m86 của Diego Llorente đã giúp Man United tìm được bàn mở tỷ số. Ngay cả khi bóng bật ra, hàng ngang Lingard, McTominay và Bruno Fernandes cũng sẽ giúp họ ngăn chặn một pha phản công từng xảy ra rất nhiều lần ở mùa giải năm nay. Trong giai đoạn 15 phút cuối hiệp 1, Leeds trong sơ đồ 4-2-3-1 phải thay thế Robin Koch vì chấn thương, thế nên Pascal Struijk được kéo lên chơi như một tiền vệ trụ và để lại Diego Llorente dưới hàng thủ cùng hậu vệ phải Luke Ayling bó vào trong. Lúc này, đội chủ nhà dường như phải chơi theo sơ đồ 4-1-4-1 với khối đội hình thấp hơn so với giai đoạn mở đầu. Man United thực tế đã kẹp chặt khu trung tuyến với Ronaldo và Bruno Fernandes đứng giữa tứ giác chuyền bóng của Leeds, trong khi cũng dâng cao hai cánh và hệ quả là đội chủ nhà buộc phải tung ra một đường chuyền dài lên phía trên. Rodrigo không phải là trung phong đích thực và điều đó đồng nghĩa với việc Man United sẽ sớm thu hồi bóng nếu Leeds chơi những quả bóng dài về cuối sân. Thống kê từ WhoScore cho thấy Leeds sử dụng 49% các tình huống chuyền dài vào khu vực cuối sân với 20 lần, nhưng đa số trong đó đều là những pha bóng bất lợi cho Harry Maguire, người có tỷ lệ 100% chiến thắng trong các pha tranh chấp bóng bổng ở trận này. Cho đến bàn thắng thứ hai, một lần nữa, vai trò của Ronaldo được thể hiện rõ nét dù anh không trực tiếp tham gia vào tình huống. Khi Victor Lindelof truyền cho Jadon Sancho bên cánh phải, Ronaldo lùi xuống để kéo theo Diego Llorente. Lúc này, hàng thủ của Leeds bị xô lệch nghiêm trọng và bị hỏng khu vực nách trái, dẫn đến khoảng trống lớn được mở ra phía sau lưng để Jadon Sancho thả quả bóng cho trung vệ người Thụy Điển thể hiện mình. Pascal Struijk thực tế đã lùi về để bọc lót cho Diego Llorente, nhưng anh không kịp trở tay. Và cuối cùng khi trái bóng được Jadon Sancho nhấc bổng vào giữa cầu môn, hai cầu thủ duy nhất bên phía Leeds có thể tham gia cản phá là Luke Ayling và Stuart Dallas, vốn chơi ở vị trí hậu vệ biên. Sau cùng, ngoài vai trò to lớn của Ronaldo như đã nói, chúng ta phải đặc biệt ca ngợi Sancho với cú thả bóng đó.
Hãy để chúng tôi phân tích kỹ hơn tình huống này bằng một hình vẽ. Vì nếu Sancho dùng má trong chân phải để tung ra đường chuyền, có khả năng trái bóng sẽ bị đối phương ngăn chặn khi cự ly giữa họ rất gần. Do vậy, một quả xúc bằng mũi giày sẽ giúp trái bóng đi với quỹ đạo cao hơn, tương đương với một tình huống móc lốp mà có lẽ Sancho đã học được từ Danny Welbeck. Sau giờ nghỉ giải lao ở trận gặp Brighton, Anthony Elanga và Jadon Sancho được yêu cầu xuyên phá vào trung lộ nhiều hơn để vỗ mặt các trung vệ đội bạn. Điều đó yêu cầu hai hậu vệ cánh phải dâng cao chám vào vị trí của các tiền đạo cánh. Và cách này đã có hiệu quả trong bàn thắng đầu tiên, cũng như ở tình huống mà Elanga cướp bóng dẫn tới thẻ đỏ của Lewis Dunk. Vâng, đây là phát biểu của huấn luyện viên Ralf Rangnick trong buổi họp báo sau trận thắng Brighton. Và hôm qua, Leeds đã chơi trò gậy ông đập lưng ông với tình huống ghi bàn chớp nhoáng thứ hai. Đây là pha bóng cho thấy khả năng pressing tầm cao tuyệt vời của đội chủ nhà, nhưng nhìn chung cũng là vì sự thiếu cẩn trọng bên phía Man United và họ sẽ phải rút ra nhiều kinh nghiệm sau bàn thua này. Đối với tình huống gây tranh cãi khi VAR vào cuộc, xem liệu Bruno Fernandes có bị phạm lỗi hay không. Theo chúng tôi, đây là pha bóng hợp lệ vì cầu thủ áo trắng kê vào trái bóng chứ không phải tác động vào chân của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Tất nhiên, bóng đá Anh luôn nổi tiếng với đặc sản những pha va chạm mạnh và quyết định cuối cùng thì luôn thuộc về trọng tài. Quay lại diễn biến trận đấu, có thể nói Victor Lindelof sẽ gây ra cơn đau đầu cho thầy Ralf với những quả bóng dài tầm thấp của anh. Thống kê từ WhoScore cho thấy, trung vệ người Thụy Điển tạo ra 6 tình huống kiểu này vào khu vực Final Third, con số nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trên sân. Phút 60 là một trong những ví dụ điển hình, và ở lượt đi, Lindelof cũng làm điều tương tự giúp Bruno Fernandes chọc thủng lưới Leeds tại Old Trafford. Cho đến bàn thắng thứ 3, Bruno Fernandes cướp bóng bên cánh phải, nhưng chúng ta phải chú ý đến các pha di chuyển của Ronaldo và Elanga. Tiền đạo người Bồ tiếp tục lùi xuống để thu hút một trong hai trung vệ, trong khi sao trẻ gốc Thanh Hóa chạy vào nách trái để tiếp tục khiến hàng thủ đội chủ nhà bị xáo trộn. Ở giữa sân, Fred có đủ khoảng trống để lao xuống trước vòng cấm địa vì tiền vệ trung tâm Adam Forshaw phải bọc lót cho Junior Firpo bên cánh trái. Nếu đây là một tình huống giữ bóng trong tư thế quay lưng, Ronaldo có lẽ sẽ bị đối phương ngăn chặn. Nhưng anh lập tức truyền cho Fred đang dâng lên ở giữa sân và mở ra bàn thắng thứ 3 cho Man United. Tình huống tiếp theo ở thế 2-1 với Fred và Sancho đối đầu với hậu vệ phải của đội chủ nhà. Và việc Sancho chồng bóng cho đại đế băng xuống chỉ đơn giản là một pha xử lý rất cơ bản. Hình ảnh quay chậm từ phía góc sân cho thấy sự mạo hiểm của Leeds trong sơ đồ 4-1-4-1 với hai tiền vệ dâng cao và chỉ để Forshaw ở khu vực giữa sân. Mateusz Klich là một trong hai tiền vệ nhô lên không thể theo kịp tốc độ của pha phản công bên phía Man United. Hình ảnh được đánh hai điểm tròn có thể giúp chúng ta hiểu được cách di chuyển của Elanga và Ronaldo đã thu hút hai cầu thủ khác, đồng nghĩa với Fred và Sancho sẽ rơi vào thế 2-1 như đã nói. Phút 72 tiếp tục là tình huống di chuyển khôn ngoan của Bruno Fernandes nhằm hút đối phương theo kèm. Hãy để ý cái ngoái đầu mà tiền vệ người Bồ thể hiện để nhìn Elanga đang bắt tốc độ bên cánh phải. Nắm bắt được điều đó, Fernandes di chuyển vào nách hàng thủ đội chủ nhà và khiến cánh phải lộ ra khoảng trống lớn. Tiếc rằng, sao trẻ gốc Thanh Hóa lại dứt điểm quá hiền. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng đóng hòm, đây có thể là mô hình mà huấn luyện viên Ralf Rangnick hướng cho Man United trong tương lai với không Ronaldo trên sân. Tuy vậy, chúng ta phải ca ngợi Bruno Fernandes với pha xử lý cosplay Dennis Bergkamp trong quá khứ. Anh vượt qua hai trung vệ bên phía đội chủ nhà trước khi nhường cho Elanga ấn định kết quả 2-4 trên sân Elland Road. Cuối cùng, khi nhận xét về trận đấu này, chúng tôi chỉ nói rằng quý vị và các bạn nên nghe lại phát biểu của huấn luyện viên Marcelo Bielsa trên trang chủ leedsunited.com. Đó chính là những gì mà Random Football suy nghĩ và đồng nghĩa với việc Man United có thể sẽ thất bại nếu Daniel James không đánh đầu hụt ở phút 68. Nhưng chữ nếu thì luôn luôn khác xa so với thực tế. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.